Ngay trong sáng nay thì lực lượng công an Quảng Trị đã vận chuyển 35 tấn lương thực, thực phẩm, gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác để vào hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh Quảng Trị. Tổng trị giá hàng hóa mà lực lượng công an Quảng Trị đóng góp hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là gần 300 triệu đồng. Toàn tỉnh Quảng Trị đã quyên góp hơn 600 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu các loại, trong đó có gần 200 tấn gạo và gần 2 tỷ đồng tiền mặt. Qua đây thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của người dân trong toàn tỉnh Quảng Trị với người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19.